trò chúng ta đã cùng tìm hiểu về các tài lượng của các vật như kích thước, thể tích và khối lượng, và cũng đã biết cách đo chiều dài, đo thể tích và khối lượng các vật. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu tiếp để hoàn thành các cái bước đo, các đo để chính xác. Chúng ta vào và chúng ta. Thank you.
Hãy
Các bạn sẽ làm
Thank you.